Sau khi tập gym ở Takashimaya xong thì chúng ta sẽ cùng qua Son Tum Tơ để ăn vài món Thái. Đây là nước hoa bột giấm. Và món đầu tiên của chúng tôi là món súp sùng. Sai rồi, hoa này hoa giấm. Hoa bột giấm. Và starter bằng một ly hoa bột giấm cũng như là món súp heo, súp sùng heo. Và món thứ hai đã lên đây chính là món gỏi vịt bầm. Và đây là món đùi gà chiên giòn. Đây là món cơm chiên tôm. Đây là món heo nướng. Ok. Thank you.